Thực ra thì Tiên Minh Tú đã có tiên, có một màu sắc cá tính rồi. Em đang nói. Em ơi, nếu mà em xác định rằng là để nổi tiếng và chị diễn vedette thì xin lỗi, chị không nhận em về team chị. Huấn luyện viên Minh Tú là một cái người mà không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Ồ, tại sao chị cứ phải như thế nhỉ? Em đang nói về cái công việc của em, chị em chưa có động chạm gì đến chị cả. Và người mà Dung vừa thay đổi ý định khi thực hiện thử thách. Tại vì huấn luyện viên đó mang cho Dung rất là nhiều cảm xúc. Cái mà cô ấy đang có là cái mà Dung đang muốn. Dung nghĩ là Dung sẽ lựa chọn. Thì Dung là thí sinh mà có phần thể hiện mà Phạm Hương ấn tượng nhất. Là một trong những thí sinh mà Kỳ Duyên cảm thấy thích nhất. Mỗi đội đã tìm được một nửa rồi. Nếu chúng ta không quyết liệt hơn thì chúng ta sẽ dễ mất đi những thí sinh mà chúng ta yêu thích. Ngay tại thời điểm Dung thể hiện thử thách của mình thì mình tôi đã nhắm đến em rồi. Với bộ đồ này thì chị nghĩ là cái location này chị không thích lắm. Bây giờ chị sẽ đưa ra một cái location khác là... để xem nhá. Ôi, chọn một cách random như vậy à. Hồi nhỏ em có thích ăn kem không? Dạ có ạ. Vậy giờ cho em thử thách chụp cái xe kem nha. Dạ ok, cảm ơn chị. Cái người quan trọng đây là xe kem nè, anh bán kem nè, photographer. Rồi giờ sao ta? Chụp một mình có lúc không ổn thì làm sao có thể chụp với lại xe kem, nhưng mà là phải thật là high fashion và có sự kết nối với lại cái người bán kem. Chị Tú muốn em phải làm cho nó có câu chuyện đúng không? Chị sẽ không có đặt cái quan điểm của chị vào em mà chị muốn thấy được những cái gì em đang có. Sau khi nghe được huấn luyện viên Minh Tú nói những lời đó, Dung đã đi đến và thuyết phục cái người bán kem cho Dung thực hiện cái thử thách. Dung ơi, mình đang thi thử thách của The Hair cho nên là mình sẽ có những cái chuyển động của tóc. Anh đứng ở đây. Dạ dạ, anh đứng ở đây. Anh đứng ở đây. Để tay lên đây. Mình chỉ cảm thấy bạn này là một cái người rất là chủ động. Bạn ấy có những cái cách tạo dáng rất là sáng tạo và có một cái sự tương tác rất là tốt đối với cái chú bán kem. Bạn đi thôi, tập trung thấy ảnh nhiều quá. Dáng thì hay. Không nhất thiết lúc nào mình cũng phải nhìn vào camera. Là em chụp street style á, làm sao để nó thoải mái nhất, tự nhiên nhất nhá. Em đã rất là cố gắng tìm tòi và chịu khó đổi nhiều góc khác nhau. Cái game của em đâu? Cái game của em đâu? Đó, những cái đó là tự nhiên nhất đó. Thì Dung biết cách trao đổi với bạn diễn của mình để bạn diễn có thể hỗ trợ mình một cách tối đa nhất. Phần đầu thì cũng hơi căng thẳng một chút, nhưng mà càng về sau thì Thùy Dung càng bắt nhịp được và Thùy Dung đã tạo ra được nhiều góc chụp hình đa dạng. Và trong những cái phút cuối thì Dung lại nghĩ là chỉ nên tạo những cái dáng nhẹ nhàng, tự nhiên. Và Dung đã đi đến cái người bán kem đó. Dung nói rằng, anh ơi bây giờ em có một cái dáng là bây giờ em 1, 2, 3 hàng trái. Với hai anh em mình cười lớn lên. Những cái tương tác của em rất là tự nhiên, thoải mái, nó đúng với ý nghĩa lifestyle. Dung sẽ là một trong những mảnh ghép trong tim của Phạm Hương. Kỳ Duyên xin đứng dậy nhá, chọn luôn. À, đứng dậy chọn luôn á. Được ba huấn luyện viên lựa chọn, đó không phải là một vấn đề đơn giản. Cho bạn cao hơn nó mới quyết liệt hơn. Ai muốn bắt đầu trước nè? Host không muốn là thiên vị ai đâu. Em nhỏ tuổi nhất, nhờ em trước à? Mình làm chị, mình phải nhường em nhỏ chứ. Em đứng dậy rồi mà, nên em bắt đầu trước đi em. Ra là chiều nay khi mà Duyên nhìn thấy Dung, Duyên đã phải hét lên trong lòng là ôi, cô gái của Duyên đi rồi. Khi mà nhìn Dung diễn về thần thái, về tất cả mọi thứ y như là cách của Kỳ Duyên vậy, rất là mạnh mẽ. Duyên thật sự rất là ấn tượng cách tạo dáng cũng như là cách tương tác với cái chú bán kem đó. Nếu mà Dung về đội của Kỳ Duyên thì Kỳ Duyên sẽ dành tất cả những cái gì Kỳ Duyên có, những cái gì tốt nhất, những cái gì mới nhất sẽ dành cho Dung. Cảm ơn lời. Dung ơi, nghe đừng buồn nha, tốt nhất là cho em này rồi. Chị sẽ dành hết những cái gì tốt nhất cho em. Khi thí sinh đã được lựa chọn trước, có mặt ở đó và họ nghe được những lời mình nói thì bạn sẽ cảm giác như thế nào nếu như bạn là thí sinh đó? Thực ra thì huấn luyện viên nào cũng mong muốn cho các bạn ấy những cái tốt nhất, yên tâm em. Thật ra thì Dung đồn với Dung, hai đứa có nói với nhau rằng sẽ không ở chung đội. Ồ. Thế là biết rồi, không ở chung một đội nhá. Thật sự là Duyên rất là muốn Dung về đội của Duyên, bởi vì là chúng mình có thể cùng cái định hướng và cùng cái con đường với nhau.
đôi khi người ta sẽ muốn tìm cái mới hơn em ạ. Mình mạnh chỗ nào thì mình phát triển chỗ đấy chứ chị. Với Gil thấy á, thì có chung đội hay không thì quán quân cũng chỉ có một thôi, cũng sẽ đến một lúc hai bạn sẽ phải team ai đúng không? Đang ở team ai? Chị Diên đúng không ạ? Tính tính. Giờ cho tôi nói mà. Thôi sẽ không nói gì hết. Mời hai huấn luyện viên còn lại ạ. Dung có tự tin khi tới với The Hair hay không? Dung nghĩ là Dung phù hợp với The Hair. Điểm nào là điểm mạnh để mang tới với The Hair? Cái điểm mạnh nhất của Dung đó là bề ngoài có cái nét nó hơi hoa hậu, nhưng mà tính cách của Dung á thì nó hoàn toàn ngược lại. Ngay cái lúc này đây Dung đứng, Dung chưa hề tự tin một chút nào cả. Khi cách Dung nói chuyện, phần chân mày của Dung bị trao quá nhiều. Điều đó thể hiện rằng mình chưa thực sự tự tin lắm đâu. Điều đó đôi khi không có tạo thiện cảm được với người đối diện. Một nhãn hàng tìm kiếm một gương mặt thương hiệu, họ đòi hỏi rất là nhiều yếu tố ở bạn, chứ không chỉ đơn giản là gương mặt. Bạn phải là cái người mà đưa cho nhãn hàng thấy cái cá tính thực sự của bạn để thuyết phục họ. Thuyết phục bằng cái gì? Chỉ có duy nhất, đó chính là sự tự tin. Thì mình nghĩ rằng mình có những kinh nghiệm, những kỹ năng để có thể đồng hành và chia sẻ cùng Dung. Đã đến lượt của Minh Tú. Nói nhiều quá, thôi nhẹ nhàng lại nhá. Ai cũng đang muốn giành Dung về hết, Minh Tú cũng vậy. Thì Minh Tú đang muốn tìm một nửa hoàn hảo còn lại cho mình. Và một nửa đang đứng ở đây. Chị cũng muốn tìm một nửa mà. Nhưng ở đây đang vậy bây giờ Dung có thể nói là... Thực ra thì team Minh Tú đã có tiên, có một màu sắc cá tính rồi. Em đang nói. Chị đợi em nói nốt em nói tiếp đi, em nói tiếp đi. Chị muốn hỏi Dung là cái mà Dung đang cần là cái gì? Cái mà Dung đang cần không phải là một cô hoa hậu. Tất nhiên đây không phải là một cuộc thi hoa hậu. Phần thể hiện của Dung sáng nay, Minh Tú không có nghĩ rằng Dung chỉ có một màu sắc hoa hậu không. Đúng là Minh Tú có tiên và thiên cá tính, nhưng mọi người đều hiểu sai về cái câu cá tính. Cá tính mà Minh Tú muốn mang đến là một người phụ nữ hiện đại, thông minh, tự lập. Và tất nhiên là sẽ có một màu sắc khác. Mọi người đều có một cái nét đẹp riêng và mình phải tự tin vào cái nét đẹp đó của mình. Thì Dung có nói là mọi người cứ bảo là Dung hoa hậu, nên là Dung nghĩ là Dung muốn thay đổi để cho mọi người thấy là Dung đa dạng. Thực ra hoa hậu hay người mẫu nó chỉ là một cái danh xưng thôi. Điểm của Duyên xuất phát ban đầu cũng là hoa hậu. Sau khi hết 2 năm đương nhiệm, Duyên đã gần như là chuyển hẳn sang hướng thời trang. Trong suốt một năm vừa rồi, Duyên cũng đã góp mặt ở các show diễn của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Những cái vị trí toàn là vừa đét thôi. Duyên đang có những kinh nghiệm về những cái đó. Thì Duyên có thể giúp Dung định hướng cái việc đấy như thế nào? Em ơi, nếu mà em xác định rằng là để nổi tiếng và chị diễn vừa đét thì xin lỗi chị không nhận em về team của chị. Khi mà mình truyền đạt cái quan điểm đó cho những cái người trẻ để mà chiêu dụ thí sinh thì mình cảm thấy là thật sự không tán thành. Khi đã xác định mình là một người mẫu chuyên nghiệp thì cho dù mình diễn ở đâu mình cũng phải tỏa sáng. Nên đừng đem cái việc là diễn cho người này người kia là vedette để mà thuyết phục. Tại sao lại không ạ? Phải như thế nào mới được ở trong cái vị trí đấy? Ai ở đây cũng từng diễn vedette cả. Và ai ở đây cũng từng diễn từ những bước chập chững chưa vào nghề. Huấn luyện viên Minh Tú là một cái người mà không thể nào mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Ồ, tại sao chị cứ phải như thế nhỉ? Em đang nói về cái công việc của em, chị em chưa có động chạm gì đến chị cả. Đâu có động chạm đâu, chị chỉ chia sẻ những cái quan điểm. Đấy là chị nào, từ, đọc. Thôi bây giờ chị không nói, chị không diễn vedette nữa nhá. Bây giờ chị nói đến cái điểm mạnh của chị nhá. Chị là hoa hậu, chị vẫn diễn catwalk được. Chị là hoa hậu, chị vẫn đóng quảng cáo được. Chị là hoa hậu, chị vẫn có thể đóng phim được. Chị có thể làm được rất là nhiều thứ, chị hát cũng được. Ba huấn luyện viên đã thuyết phục em. Và cái quyết định vẫn là ở em. Với bộ trang phục này thì Dung hoàn toàn không có bóng dáng của một cô hậu ở đây đâu. Nên em hoàn toàn tự tin về cái sự thể hiện của em trong phần thử thách. Sự lựa chọn là nằm ở Thùy Dung. Hãy suy nghĩ thật là kỹ và đưa ra quyết định của mình. Như Dung đã nói, Dung sẽ không cùng đội với Dung Đôn. Đừng có dặn nước từ đây. Và người mà Dung vừa thay đổi ý định khi thực hiện thử thách, tại vì huấn luyện viên đó mang cho Dung rất là nhiều cảm xúc. Cái mà cô ấy đang có là cái mà Dung đang muốn. Dung nghĩ là Dung sẽ lựa chọn huấn luyện viên Minh Tú. Chết rồi. Trái tim nó không chạm đến trái tim rồi em ơi. Chúc mừng Minh Tú đã tìm được một nửa của mình. Thùy Dung thì vẫn còn rất là nhiều nhược điểm và hy vọng cá tính của huấn luyện viên Minh Tú thì sẽ giúp cho Thùy Dung sẽ tự tin hơn, đi đúng cái con đường mà Thùy Dung sẽ lựa chọn tại vẻ đẹp thương hiệu. Chị hãy cẩn thận hai dấu nam châm cùng dấu đẩy nhau nhé. Không sao, chị sẽ đẩy đội em ra trước rồi chị với Phạm Hương tính đội hai người. Xin chúc mừng Thùy Dung đã trở thành một nửa hoàn hảo của đội hình huấn luyện viên Minh Tú.
Chỉ còn hai thí sinh đó chính là Ngọc Trâm và Thu Thùy. Phạm Hương đã trao đổi với huấn luyện viên Kỳ Duyên để có thể mời hai bạn ấy lên. Cả team Phạm Hương và team của Kỳ Duyên mới chỉ có một thí sinh, team của Minh Tú thì đã đủ thí sinh rồi. Chính vì vậy, chị muốn hai em nêu ra quan điểm các em mong muốn sẽ về đội của huấn luyện viên nào. Bạn nào muốn bắt đầu trước? Em sẽ bắt đầu trước ạ. Khi em đến với chương trình này, em đã mang một quyết tâm rất là lớn. Em đã từng có kinh nghiệm làm việc với các nhãn hàng. Chặng đường về sau, em sẽ khiến mọi người tin vào khả năng của em. Thùy, nói về kinh nghiệm và kỹ năng trong chụp ảnh cũng như quay hình quảng cáo thì thật sự em chắc là không bằng chị Trâm. Nhưng em đến với cuộc thi này, em mong muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Và em cũng khá tự tin về mái tóc của mình, phù hợp với tiêu chí và sự lựa chọn của nhãn hàng cũng như series The Hair. Chương trình The Look là một chương trình tìm đến vẻ đẹp thương hiệu. Ví dụ như là skin care hoặc là tóc, thì lúc đó là quan trọng là cái thần thái cũng như cái gương mặt. Thì mình tôi nghĩ rằng là chiều cao nó không thật sự là một cái gì đó hạn chế.